Bếp gà của hôm nay ăn gì tệ quá, còn tốn gà, tốn tiền của anh Huy. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với Bụng Không Đáy. Giới thiệu với tất cả các bạn, vừa rồi các bạn được chiêm ngưỡng một điệu múa vô cùng đẹp luôn, đó là điệu múa rối loạn triều đề. À, thực ra thì ngày hôm nay bọn mình đã muốn ăn và muốn tự lăn vào bếp, nhưng mà bếp ga của hôm nay ăn gì thì thật sự là hơi tệ. Tưởng như không còn lối ra thì một ngày kia một mạnh thường quân đã xuất hiện và ban về cho chúng mình Xiaomi Mi Youth Light, giúp toàn nhiệt đều, nấu nhanh để tiết kiệm thời gian. Còn chần chừ gì nữa, ngay bây giờ các bạn hãy vào ngay cửa hàng TCS để mua chiếc bếp này với giá siêu ưu đãi chỉ 719.000. Trời ơi, chỉ 719.000 thật ư? Quá đã, mình phải mua ngay 10 chiếc cho cả gia đình và dòng họ sử dụng nhé. Theo mình giúp like, like dài suốt ngày dài. Hôm nay ăn gì? Các bạn ạ, ngày hôm nay mình và anh Thắng sẽ quyết định ăn món lẩu bạch tuộc khổng lồ chua cay. Nhân vật chính là bạch tuộc khổng lồ này. Ngoài ra chúng mình có rau ăn kèm, có ngô, có ngao. Và đặc biệt, một điều rất là đặc biệt, đấy là không thể thiếu được thịt bò, mặc dù mình ăn lẩu bạch tuộc. Thật ra bởi vì chúng mình là team thịt mà, thế nên là không thể nào mà thiếu được thịt bò. Đúng rồi, thật sự là những cái topping rồi những cái đồ ăn mùi hương cực kỳ cuốn hút, hấp dẫn lắm, bọn mình sẽ không thể chịu được rồi. Cái động tác này Duy Thẩm hay làm như thế, khi trong clip Duy Thẩm hay làm thế này khi nói miêu tả dựng sung sướng. Chứ mà bây giờ phải ăn anh ạ, mình không thể nào chờ đợi thêm được một giây phút nào. Cái bếp này nó đẹp đến mức mà đôi khi là mình cảm giác mình không dùng bếp mà nó giống một cái máy tính ý, hay là nó giống một cái robot hút bụi. Không hề giống một cái bếp chút nào luôn, nhưng mà hóa ra nó lại là cái bếp từ các bạn. Mà đặc biệt là nó có một điểm em thấy đặc biệt là hình tròn. Ừ. Bình thường chúng ta bếp từ, bếp điện, bếp hồng ngoại, bếp chỉ có bếp ga ấy, là có cái thanh ấy, thanh sắt thì là tròn thôi, còn những cái loại bếp kia là sẽ là hình chữ nhật, vuông vuông kiểu chữ nhật ấy. Nên hình tròn trông rất là trendy. Thế nên mình rất thích các cái thiết kế của đồ gia dụng Xiaomi, đặt tính thẩm mỹ là rất cao. Và bây giờ thì bọn mình sẽ ăn thôi mọi người ạ, không thể nhịn được rồi. Bật bếp đi anh. Sao nó còn điều chỉnh các mức nhiệt ở đây này? Có cái màu sắc, cái chỉ dấu màu sắc này. Bếp từ Xiaomi là bếp điện cảm ứng từ, điều chỉnh nhiệt được 9 mức độ khác nhau như nấu, nướng, rán, chiên đều có thể đáp ứng được tốt. Với núm điều chỉnh xoay sử dụng dễ dàng cùng với công suất định mức đến 2100W. Đây mới là nhân vật chính này. Rồi mình cũng không biết bỏ nó vào kiểu gì, mình sẽ bốc à? Con bạch tuộc này. Trời ơi, cầm vào mình hơi sợ. Wow. Ui, nó to như thế. Kiểu trông là mình nghĩ là nó sẽ dễ đứt đi mọi người. Ôi, chỉ sợ tràn không? Ui. Không tràn. Đẳng cấp. Vừa đủ luôn đấy. Kéo mấy cái chân này ra cho nó thành hình ngôi sao như ở ngoài hàng nhá. Đây sẽ là một thử thách với cái bếp từ này, bởi vì là mình thấy nghĩ là bạch tuộc này nó thịt nó rất dày, khó chín lắm luôn đấy. Mà mình cứ bị tưởng tượng là nó sẽ sống lại. Tại vì hồi xưa xem phim là mấy cái con mà có nhiều xúc tu này, cứ cắt phần nào của nó thì phần đấy vẫn sẽ sống. Ở ngoài hàng các bạn ăn bạch tuộc ấy là chúng ta chỉ được ăn một cái phần nhỏ xíu này, họ cắt ra thôi này. Họ cắt mỏng dính, ví dụ như khi mà đi ăn mấy nhà hàng Nhật ấy, mình nhớ là họ cắt cái miếng bạch tuộc mỏng tang, chắc là giả sử một cái này chắc họ phải làm được cho không đồ ăn cho mấy ngày luôn. Thế mà đây tất cả đây chúng mình chỉ ăn trong một bữa. Trông thật là thèm thuồng, nhìn như là ngôi sao vậy. Đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cám cánh. Cánh bạch tuộc hả anh?
Bạch Tuộc biết bảy anh. Thì mấy cái lỗ này mà những bạn nào mà bị hội chứng sợ lỗ ấy, như kiểu Vi Thẩm ấy, chắc chắn là sẽ nhìn vào xong rồi cảm giác kiểu khiếp vía. Ủa nước lẩu ngon đấy. Ôi say đắm lòng người. Cái Bạch Tuộc này là 1 cân 7. Mình nghĩ là để cho nó chín nhanh hơn thì chúng ta bắt buộc phải cắt dần nó ra ấy thì mới có thể ăn được. Wow. Này, thế này gọi là chín chưa? Đây là chân dung cái cánh Bạch Tuộc mọi người ạ. Sao nó cứ rung ra rung dinh đoạn dưới cho nó nhưng vẫn còn đang bơi. Đâu? Như kiểu là con gì đang bơi chúng tôi đều ăn. Đấy là do tay em đấy. Ủa. Không có việc gì khó. Chỉ sợ lắm không bên. Cắt dễ thế này chắc là nó chín rồi. Đây, em cho anh miếng to nhất. Yeah. Các bạn ơi, đây là nước chấm chua cay. Rồi xong kia anh trực tiếp pha. Thế nào anh? Hương vị ok không? Nó chín rồi. Và giòn giòn, thật chật. Ngon 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 ngon. Ngon thật. Đường nào? Mình quyết định sẽ phải làm thêm miếng nữa. Ăn cuốn thật anh ạ. Mà mình cảm giác là chắc là do kiểu cũng sơ chế kiểu với muối, làm sạch với muối và chanh nên là cũng không bị tanh. Đúng rồi. Nó rất là giòn. Mà nó ăn ngấm nước lẩu ấy, nên là ăn nó ngọt lắm. Bản thân con Bạch Tuộc này thịt nó vẫn ngọt nhỉ. Nhưng mà cùng với cả nước lẩu mình nghĩ là nó sẽ rất là ngon và cái nước chấm này cũng tuyệt vời. Đây là một sự kết hợp cực kỳ thú vị luôn. Và nó chín nhanh hơn mình nghĩ ấy. Mình để cái bếp này độ sôi chỉ ở mức trung bình thôi. Nhưng mà mình không nghĩ là cái miếng Bạch Tuộc to thế này mà nó cũng chín được trong chỉ khoảng tầm 10 phút. Trong nó miếng nào miếng nấy đều kiểu béo múp míp xong rồi trắng ngần ấy. Kiểu ngọc trinh ấy. Các bạn nhìn cái phần thịt là cái phần thịt ở giữa này. Nóng hổi vừa hồi vừa ăn nhưng mà quá ngon. Làm nên đấm lòng người. Mà đúng hôm nay thời tiết lại lạnh lạnh ấy mọi người. Hai bọn mình ăn lẩu xì sụp như này thật là hợp cảnh. Nước lẩu chua ngọt này. Chua cay và ngọt. Thiên thần, thiên thần. Nào, một chút rau, ăn lẩu không phải thiếu rau được mọi người ạ. Dù nhiều thịt đến đâu, nhưng mà rau để rảnh đấy. Cái viên thả lẩu là cái mình rất nghiện. Mặc dù nó chỉ toàn là bột thôi nhưng mà mình vẫn thích. Anh em mình sẽ cắt hết mấy cái cánh và để cho nó ra đĩa cho nó nguội rồi chúng ta sẽ thả thêm topping khác. Một món ngon thế này chắc chắn chúng ta không thể chờ đợi nữa. Xin giới thiệu Ken Ken TV. Khi mà tập gym thì cả Bạch Tuộc là một trong số những món tốt nhất. Tại vì nó rất nhiều protein. Đang chấm đây ạ. Chấm Tân Thánh vừa sau khi anh. Ô, cái này là protein nhất nhất này. Bao nhiêu đây ạ? Ôi, cái nó Bạch Tuộc nó juicy lắm nhỉ. Thế à? Nó giòn, một ngọng nước. Anh ơi, chấm chấm chấm. Ngập mồm, cho gắp để tí đây. Không lấy, không để luôn. Ngon không mọi người? Rồi, ăn miếng nha. Ngon, ngon, ngon. Chân ngon. Ngon. Chấm đi anh, chưa chấm. Tương hải sản luôn. Chấm mà. Anh chấm được. Một tí thôi, không đáng kể đâu, nó không bao nhiêu calo đâu. Hai đứa anh không? Các gymer là phải ăn Bạch Tuộc thì nó mới có sung sức. Ăn vào là vừa dài vừa được, to. Các bạn biết là dân tôi tập gym không? Hồi sau sẽ dỡ. Ucha cha, chỉ sau khoảng một cái chớp mắt, hai cái chớp mắt, ba cái chớp mắt. Đây là những gì chúng ta còn lại. Theo mình được biết, nếu như mà ăn Bạch Tuộc khổng lồ ngoài hàng thì một nồi sẽ dao động 800 đến 1 triệu 2. Nhưng mà con Bạch Tuộc đấy nó chỉ rơi vào tầm gần 1 cân ý mọi người.
Nói chung là các bạn tự có thể mua bạch tuộc về và các bạn tự làm thì sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Mà chế biến không khó đâu anh, chỉ vấn đề chỉ là bởi vì kích thước của nó lớn thôi. Ở đây mình dùng nồi nhỏ nữa. Chứ nếu mà ở nhà dùng nồi to có khi nó còn chín nhanh hơn này và cũng dễ làm hơn hẳn luôn. Mua con này là gần 2 cân, gần 500 nghìn. Rất là rẻ đúng không? Mình nghĩ là sẽ phải đến tầm 5 hay 6 người ăn vẫn là vừa. Ăn xong giữ trước rồi còn ăn tiếp bạch tuộc. Hết luôn. Wow. Mình cùng các chú kênh kền anh nhỉ, đã đánh chén được một chú bạch tuộc khổng lồ 1,7 kg, siêu to nhưng mà cũng siêu ngon. Cái mà mình thấy rất ấn tượng là cái bếp từ Xiaomi này, nhìn cái bề mặt của nó nhỏ xíu như thế này mà nó có thể nấu được nhanh đến như thế. Tốc độ làm sôi nước của nó cực kỳ nhanh nhá, thì ngay khi bật bếp lên luôn nhá, chỉ khoảng tầm 1 phút sau là nước lại bắt đầu giò sôi rồi. Chứng tỏ cái tốc độ làm nóng của nó cực kỳ tốt. Video này chính là một video quảng cáo các bạn ạ. Nhưng thực tế mình là một người sử dụng đồ Xiaomi rất nhiều trong cuộc sống. Và từ khi mình biết là Xiaomi có những món đồ gia dụng thì mình hầu như chỉ chọn hãng này. Là cho các đồ nó vừa rẻ vừa đủ tốt. Và thiết kế của nó còn cực kỳ là thẩm mỹ. Bạch tuộc là một món rất là lâu chín. Rất là nhiều nơi thì khá là phức tạp. Phải để lửa nhỏ rồi phải để trong bao nhiêu thời gian, 10 phút hay bao nhiêu lâu đấy. Tuy nhiên nếu mà khi mà mình sử dụng cái bếp từ Xiaomi này ấy, thì bạch tuộc chín rất là nhanh, tiết kiệm thời gian cho bọn mình. Đấy, và vì nó khá là to ấy, cho bạn cũng phải lật đi lật lại ấy. Nếu như mà với những cái bếp mà lâu sôi ấy, cái thao tác lật đi lật lại như thế rất là mệt. Cho nên là dùng chiếc bếp này thì vừa tiết kiệm được thời gian và vừa đem lại cái cảm giác thích thú cho bọn mình. Và cảm ơn cửa hàng TCS là một nơi mua sắm các món đồ của Xiaomi vô cùng uy tín. Mình là một khách hàng rất thường xuyên ở đấy. Mình mua thậm chí là từ cái dây sạc Xiaomi cũng ở cửa hàng TCS. Và bây giờ mình đã biết là cửa hàng TCS bán cả bếp từ của Xiaomi. Có lẽ đây sẽ là một món quà dành cho sinh nhật sắp tới của mẹ. Tổng kết lại, nồi lẩu ngày hôm nay của mình thì anh đánh giá bằng từ gì? Thật tuyệt vời. Chưa bao giờ được ăn bạch tuộc nhiều như thế. Mình rất ước ao được ăn bạch tuộc nhiều. Và mình không nghĩ là hôm nay thêm một ước mơ ăn uống nữa trở thành sự thật. Anh Thắng thì có rất nhiều điều ước mọi người ạ. Này, với cá nhân mình thì thấy là hôm nay này bạch tuộc khổng lồ rồi các topping khác rồi lẩu. Khi mà mình nghĩ là tất cả rất nhiều thứ nó chung một nồi ấy, thì sẽ đem cảm giác bị ngấy. Nhưng mà hoàn toàn không phải, bọn mình vẫn có thể ăn và thưởng thức đến tận giờ phút này là giờ phút gần kết rồi. Đấy, nhưng mà vẫn rất là ngon, hoàn toàn là không bị ngấy, không đem lại cảm giác chán. Hai đứa mình, một con bạch tuộc khổng lồ và một vài chút thịt bò xương xương thì hơi bị đầy rồi, hơi bị no rồi, thú thật là bây giờ đã rất no. Cho nên là bọn mình định kết thúc video tại đây và những đồ ăn còn lại bọn mình sẽ cùng kền đánh chén nốt. Nếu như quý vị và các bạn cảm thấy rất là yêu thương mình, muốn mình làm những video hấp dẫn như thế này nữa thì đừng quên like, share và subscribe cho Không Nên Gì. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video sau nha. Bye bye. Hôm nay ăn gì?